Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay của chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Thưa quý vị, khu vực Kaiyuan thuộc thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc bất ngờ bị một cơn lốc xoáy ập vào khoảng lúc 5 giờ tối ngày hôm qua. Sức gió lên tới 23 m/s, gió cấp 9 ở Trung Quốc. Cây cối bật gốc, ô tô và mái nhà bị hất tung lên trời, mất điện trên diện rộng. Đến nay đã có 6 người thiệt mạng và hơn 190 người bị thương. Còn số thương vong và thiệt hại về kinh tế vẫn đang được thống kê. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông, cơn lốc xoáy bất ngờ thổi dữ dội trong khoảng 30 phút trước khi suy yếu thành áp suất thấp. Gió mạnh được hình thành từ thị trấn Kim Câu Tử, đi qua phố Hình Khải và khu phát triển kinh tế Khai Nguyên đến tận phía Nam và gió mạnh quét qua ở đâu đó trở thành một đống hỗn độn đổ nát. Người dân la hét thất thanh khi nhìn thấy chiếc xe hất tung lên trời và những người bị thương máu chảy đầy bên vệ đường. Qua hình ảnh do người dân ghi lại, có thể thấy lốc xoáy xuất hiện kèm theo mưa đá to bằng quả trứng chim bồ câu, làm vỡ cửa kính nhà dân, lật ô tô, tốc mái, bật gốc cây cối, làm hư hỏng cột điện, mất điện nhiều khu vực. Các chi tiết vẫn đang được điều tra. Tại Ngưu Thành, Thương Khâu, Hà Nam, Trung Quốc, chiều hôm qua cũng bất ngờ bị lốc xoáy ập đến. Một chiếc giường hơi ở sân địa phương bị gió thổi đổ. Những đứa trẻ đang chơi trên đó bị thổi bay lên cao hơn 10 mét cùng với chiếc giường hơi cao khoảng 4-5 tầng. Rồi rơi xuống khiến đám đông trên sân chơi hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, khiến hai cháu tử vong, một cháu bị thương nặng, một cháu bị thương nhẹ, bao gồm có 17 trẻ em và 2 người lớn. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, cơn lốc xoáy bất ngờ này đã cuốn theo cát và bụi cao khoảng vài tầng và gió cuốn đi những chiếc lều và những chiếc phao bơm hơi khổng lồ trong sân chơi. Sân chơi gần như bị phá hủy trong khoảng một thời gian ngắn. Hôm qua là Chủ nhật nên một số lượng lớn người già và trẻ em đang vui chơi xong sân chơi và không kịp trốn thoát. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, đám đông la hét hoảng loạn và bỏ chạy tán loạn. Có người hét lên, có trẻ em bị cuốn trên không và rơi xuống mặt đất, cảnh tượng đẫm máu và hỗn loạn. Người phụ trách quầy bán hàng rong cũng bị thương và được cảnh sát đưa đi. Kính thưa quý vị, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra vào ngày 24 tháng 5 ở phía nam tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc. Trận động đất xảy ra do đất gãy trượt nông ở lớp vỏ của cao nguyên Tây Tạng, phía đông bắc của dãy núi Himalaya. Các giải pháp cơ chế đầu mối, mô hình lỗi hữu hạn của dữ liệu địa chấn được ghi lại trên toàn cầu và các quan sát trường địa chất đều chỉ ra rằng sự đứt gãy xảy ra trên một đường đứt gãy theo hướng đông tây bên trái, được gọi là đứt gãy Kunlun, kéo dài khoảng 1.600 km theo hướng đông tây ở phía bắc Tây Tạng. Trận động đất này xảy ra vài trăm km về phía bắc của Ấn Độ hội tụ, ranh giới mảng Á-Âu, nơi mảng Ấn Độ đang di chuyển về phía bắc so với Á-Âu với tốc độ xấp xỉ 46mm một năm. Sự hội tụ này thúc đẩy sự nâng cao của dãy núi Himalaya và cao nguyên Tây Tạng. Đó là một khu vực cực kỳ rộng lớn của lớp vỏ dày lên và nâng lên cao hơn 4,5 đến 5 km với tốc độ xấp xỉ 10mm một năm. Cao nguyên Tây Tạng được nâng lên đang lan rộng về phía đông. Do đó, nó là một khu vực mở rộng theo hướng đông tây và chuyển động của vỏ trái đất về phía đông trong một khu vực rộng lớn hơn, nói chung là Bắc Nam hội tụ. Trận động đất Kunlun có khả năng phản ánh sự tác động qua lại giữa các lực kiến tạo chính ở vị trí này bị chi phối bởi chuyển động về phía đông của Tây Tạng so với lục địa Á-Âu xa hơn về phía Bắc. Hệ thống đứt gãy Atintak, nội lục địa rộng lớn cũng giúp hỗ trợ chuyển động này, là một khu vực mở rộng theo hướng đông tây và chuyển động của vỏ trái đất về phía đông trong một khu vực lớn hơn nói chung là hội tụ theo hướng Bắc Nam. Mặc dù thường được vẽ dưới dạng các điểm trên bản đồ, các trận động đất có kích thước này được mô tả một cách thích hợp hơn là trượt qua một khu vực đứt gãy lớn hơn. Trước đó, một trận động đất đứt gãy mạnh 7,5 độ Richter đã xảy ra dọc theo một đoạn khác của cùng một hệ thống đứt gãy đang hoạt động, cách khoảng 300 km về phía Tây Nam. Đây là trận động đất địa phương duy nhất khác mạnh 7 độ trong 40 năm qua. Tuy nhiên, 8 trận động đất mạnh trên 6 độ đã xảy ra trong phạm vi 400 km kể từ sự kiện trước đó.
trận động đất duy nhất gây ra thiệt hại trong vùng lân cận là trận động đất nông mạnh 6,0 độ cách 200 km về phía bắc, khiến ít nhất 2 người chết và 4 người bị thương. Thưa quý vị, theo China Weather Network, chiều qua huyện Trường Vũ, thành phố Phúc Tân, tỉnh Liêu Ninh hứng chịu mưa lớn và lốc xoáy. Bộ phận khẩn cấp địa phương nói với phóng viên Jimu News rằng chiều hôm đó trời thực sự có mưa lớn và không nhận được báo cáo nào về thiệt hại về người và tài sản. Weibo chính thức của mạng thời tiết Trung Quốc đưa ra thông tin vào lúc 19 giờ ngày hôm qua cho biết chiều nay Trường Vũ, Phúc Tân, tỉnh Liêu Ninh gặp phải thời tiết đối lưu mạnh, lượng mưa gây ngập úng nghiêm trọng ở Trường Vũ. Trong đoạn video được phát tán không chỉ có hình ảnh các phương tiện đang chạy trên đường phố Tế Thủy mà còn có cảnh một cơn lốc xoáy ở nơi hoang vu, phụ đề ghi lốc xoáy ở Trường Vũ, Phúc Tân, Liêu Ninh. Các phóng viên của Jimu News đã tìm kiếm và phát hiện ra rằng vào chiều ngày hôm qua, Cục Khí tượng huyện Trường Vũ đã liên tiếp đưa ra nhiều tín hiệu cảnh báo thời tiết. Ví dụ, vào lúc 2 giờ 11 phút chiều ngày hôm qua, Đài quan sát khí tượng huyện Trường Vũ đã phát tín hiệu cảnh báo mưa đá màu cam. Dự kiến 4 đến 6 giờ tới, ở huyện Trường Vũ sẽ có mưa đá và có thể kèm theo bởi thời tiết đối lưu mạnh như gió mạnh ngắn hạn và lượng mưa lớn. Hãy chú ý đề phòng. Đến 14 giờ 38 phút cùng ngày, tín hiệu cảnh báo dông màu cam được phát đi. Dự báo trong 4 đến 6 giờ tới, huyện Trường Vũ sẽ xảy ra mưa dông mạnh và gió giật mạnh, đề phòng thời tiết đối lưu mạnh như mưa đá, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn và lốc xoáy. Ông Vương, cư dân thị trấn Hưng Long Sơn, huyện Trường Vũ cho biết cơn mưa chiều ngày hôm qua quả thực tương đối lớn, kèm theo gió mạnh. Ông ở trong nhà mình nên không biết có lốc xoáy hay không. Sau 2 giờ chiều, tôi chuẩn bị lái xe ra ngoài, xe đang đỗ ở một bãi đỗ xe bên đường thì bất ngờ trời đổ mưa to. Một lúc sau, nước ngập trên đường. Anh Ly, một người dân ở huyện Trường Vũ cho biết, anh nhìn thấy một chiếc ô tô trên đường. Anh thấy lúc đó mưa quá lớn nên đã không lái xe. Anh đã tắt máy và đỗ xe vào chỗ đậu trên vỉa hè chờ tạnh mưa. Trong video do người dân địa phương công bố, có rất nhiều nước trên đường ở ngã tư đường Đồng Hoàn và đường Nhị Trung ở huyện Trường Vũ và có nhiều ô tô đậu trên đường. Trong video có thể thấy rõ mưa đá đang rơi. Vào tối ngày hôm qua, nhân viên của Cục Khí tượng Phúc Tân cho biết rằng quận Trường Vũ thực sự đã hứng chịu mưa lớn và thời tiết đối lưu mạnh vào chiều hôm đó. Ngoài ra còn có lốc xoáy. Nhân viên trực của Cục Quản lý Khẩn cấp quận Trường Vũ nói với phóng viên Jimu News rằng khu vực địa phương thực sự đã hứng chịu một trận mưa lớn ngắn vào chiều ngày hôm qua. Không rõ liệu có lốc xoáy hay không và không có báo cáo ghi nhận về thương vong và thiệt hại tài sản. Trước đó, một trận lốc xoáy cũng xảy ra tại quận Long Cương, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, gây thiệt hại cho các tòa nhà dân cư, cửa sổ ban công hư hỏng nặng, cây cối bên đường bị bật gốc. Hiện các ban ngành liên quan đã khẩn trương đến hiện trường và đang tiến hành thống kê tình hình thiên tai cũng như thương vong. Được biết, vào chiều cùng ngày, Đài quan sát khí tượng thành phố Hồ Lô Đảo đã đưa ra tín hiệu cảnh báo màu cam về dông bão và gió mạnh. Dự kiến sẽ có dông bão và gió mạnh ở thành phố Tinh Thành và vùng ven biển vào buổi chiều. Ngày hôm đó có gió giật mạnh cấp 11 trở lên, đồng thời có khả năng xảy ra mưa đá, đề phòng thời tiết đối lưu mạnh như mưa lớn trong thời gian ngắn. Kính thưa quý vị, vào lúc 4 giờ 33 phút sáng ngày thứ Sáu, một trận động đất mạnh 6,0 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lucian, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, khiến hầu hết các ngôi nhà ở nông thôn bị sập hoặc hư hỏng và nhiều người chết ở làng Cao Bá, ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Người dân ở huyện Lu nghi ngờ rằng việc khai thác khí đá phiến quá mức đã gây ra động đất thường xuyên. Theo đo lường chính thức của mạng lưới động đất Trung Quốc, vào lúc 4 giờ 33 phút ngày thứ Sáu, một trận động đất mạnh 6,0 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lucian, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, với độ sâu tiêu cự là 10 km. Ngoài quận Lu, Thành Đô, Trùng Khánh và những nơi khác cảm nhận rõ ràng trận động đất và nhiều cư dân mạng cho biết họ đã bị đánh thức bởi trận động đất. Ông Giang, một chủ cửa hàng ở huyện Lu, nói với các phóng viên vào sáng ngày thứ Sáu rằng có một trận động đất vào đêm ngày thứ Năm. Trận động đất mạnh nhất vào lúc 4 giờ 30 phút sáng và có 3 cơn dư chấn sau đó. Ông Giang, một chủ cửa hàng ở quận Lu, chưa bao giờ ở quận Lu xảy ra trận động đất lớn như vậy. Trận động đất rất mạnh vào lúc 4 giờ 30 phút sáng, chúng tôi cảm thấy như thể mình đang nảy trên giường. Quận cách xa tâm chấn có thể xảy ra 7-8 km. Hàng hóa trên kho hàng đã bị rung chuyển, nhà cửa ở nông thôn gần như sụp đổ,
thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông tắc nghẽn. Được biết, nhiều ngôi làng và thị trấn xung quanh tâm trấn đã xảy ra thảm họa, trận động đất khiến nhà cửa bị sập hoặc hư hại và thông tin liên lạc ở một số khu vực bị gián đoạn. Một chủ cửa hàng ở thị trấn Fuji, huyện Lu tiết lộ rằng Cao Bá là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thị trấn, nơi các ngôi nhà bị sập và nhiều người thiệt mạng. Ông Quang, một chủ cửa hàng ở thị trấn Fuji, huyện Lu, một vài ngôi nhà trong thành phố bị sập và ngôi làng có đập nhỏ nghiêm trọng nhất. Theo ghi chép của trang web, trong vòng 5 năm qua đã xảy ra tổng cộng 252 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên trong bán kính 200 km xung quanh tâm trấn. Ngoài ra, một trận động đất mạnh 6,0 độ Richter khác cũng đã xảy ra ở quận Trường Ninh, thành phố Yibin. Từ xuyên, người dân ở quận Lucian nghi ngờ rằng việc khai thác quá mức khí đá phiến tại địa phương đã làm hỏng cấu trúc địa chất dẫn đến động đất thường xuyên. Ông Zhang, một chủ cửa hàng ở quận Lucian cho biết, huyện Lucian không phải là một khu vực động đất và việc khai thác khí đốt tự nhiên. Trong 2 hoặc 3 năm, các thị trấn lớn đã khai thác khí đá phiến. Có rất nhiều mỏ, giếng, phân bổ ở huyện Lu của chúng tôi quá dày đặc, chính phủ nên vào cuộc. Theo truyền thông Đại Lục đưa tin, 3 trận động đất trên 4 độ Richter đã xảy ra tại huyện Dung Tiên, thành phố Tử Cống, tỉnh Tứ Xuyên, khiến nhiều người thương vong. Các công ty phát triển khí đá phiến bị đình chỉ hoạt động khai thác. Ông Yong, một nông dân ở quận Lucian nói, dầu mỏ Trung Quốc đang khai thác ở khắp mọi nơi. Đây là hành động của chính phủ, mọi người đều nghi ngờ điều này. Dù sao thì trước đây không có nhiều động đất, nhưng bây giờ chúng rất thường xuyên. Những trận động đất nhỏ rất thường xuyên. Trong tình huống như vậy, chính quyền địa phương đã cấm những người dân khai thác và việc khai thác đã dừng lại vào thời điểm đó nhưng sau đó lại tiếp tục diễn ra. Giếng Lu 203 nằm ở làng Rada, huyện Lu là giếng khí đá phiến đầu tiên ở Trung Quốc với sản lượng hàng ngày hơn 1 triệu mét khối mỗi giếng. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!